Duy xin chào tất cả các anh chị. Thì hôm nay bên Duy vừa về chiếc Mazda 3 bản 2.0 AT đời 2015. Xe này biển Sài Gòn màu trắng, đi mới có 35.000 km thôi nha các anh chị. Xe là nội quả thất còn cực kỳ đẹp luôn, trang bị rất là nhiều tiện ích. Chiếc Mazda 3 này thì mua mới thì giá gần bằng Mazda 6 luôn, nên bản 2.0 này là cực kỳ hiếm. Mà kiếm được một chiếc xe mà còn đẹp như thế này nữa thì càng khó hơn nữa. Đây Duy sẽ quay cận cảnh chiếc xe này xung quanh cũng như là hớt xe cho các anh chị cùng xem. Xe trang bị rất là nhiều tiện ích nha các anh chị. Đây đèn chiếu sáng là bi LED, có rửa đèn. Mâm là mâm lớn, mâm 18 inch. Gương chiếu hậu cũng có tích hợp đèn báo rẽ. Đây ghế da, Duy sẽ quay phần ghế da cho anh chị cùng xem. Xe 2015 chạy 35.000 km. Ghế da còn cực kỳ đẹp luôn. Bên Duy bán xe là bao chuẩn, không làm xe lỗi. Đây là cần số, điều hòa tự động start up, có cửa nóc luôn nha các anh chị. Xe này phải nói là cực kỳ đẹp, rất khó để kiếm được một chiếc xe đẹp như thế này. Đây là hàng ghế sau, không có gì để chê được ở chiếc xe này. Trần vẫn là trần zin, rất sạch sẽ. Xe này thì vừa mới về thôi, bên Duy mới rửa và hút bụi xong là đem vào trưng bày luôn. Chủ xe sử dụng cực kỳ kỹ luôn, còn rất là đẹp. Đây cốp sau, lớp dự phòng cũng còn mới keng xà beng nha các anh chị. Mazda 3 2.0, hàng này gọi là hàng siêu cộp luôn. Đây là hàng ghế lái, ghế lái là chỉnh điện, có húp kính luôn nha anh chị. Đây xe đi 35.000 km và có thêm trang bị lo súp, cách âm gầm và dán phim. Đây chủ xe sử dụng kỹ đến nỗi mà cái chỗ này là rất là dễ trầy thì chủ xe cũng đã dán keo lại rồi. Chiếc Mazda 3 bản 2.0 đời 2015 đi 35.000 km này bên Duy đang chào bán với giá là 528 triệu đồng còn thương lượng. Mức giá quá hợp lý cho một chiếc xe quá đẹp như thế này. Các anh chị quan tâm thì hãy liên hệ với Duy qua số điện thoại là 0908 779 773 thì Duy sẽ hỗ trợ tối đa cho các chị nha. Duy xin cảm ơn các chị đã xem hết video của Duy ạ. Duy xin chào tạm biệt ạ.